Rồi, hãy thằng chào anh em nha. Nói chung là mấy bữa nay mưa nhiều thì tới một chuyện nữa nha anh em ơi. Gà bệnh nhiều nha. Lý do là mưa nhiều, nổi nước, gà uống nước dơ, sau đó lạnh rút hình nha. Thì đây rõ ràng là những cái con gà của mình nó đang bị nhiễm bệnh từ cái môi trường nuôi nha anh em. Thì thường thường là anh em mình gặp cái biểu hiện của con gà nha, rút hình, khò khè, sổ mũi, phân xanh, phân trắng nha. Thì thường gặp cái trường hợp này là anh em mình sử dụng kháng sinh ngừa và trị bệnh cho gà liền ngay lập tức, nhưng đó là trị bên trong nha. Còn ở bên ngoài cái môi trường sống của con gà thì anh em mình nên sử dụng cái thằng nano bạc sát trùng thế hệ mới này nha, xịt liền là cắt ngay cái mầm bệnh ở bên ngoài liền nha. Thì đây là một cái biện pháp cực kỳ hiệu quả để ngăn ngừa cái mầm bệnh từ những cái con gà bệnh nó lây nhiễm qua những cái con gà đang khỏe mạnh nha anh em. Nói chung anh em mình trị bệnh và ngừa bệnh cho gà phải áp dụng hai cái nha, nội công ngoại kích. Bên trong thì sử dụng kháng sinh, bên ngoài thì sử dụng thuốc sát trùng nha. Thì kết hợp với nhau nó sẽ hoàn hảo và cắt đứt được nguồn bệnh và gà mình mau khỏe nha. Rồi chúc anh em nuôi gà thành công.